Ok anh em nhá, ok các bác. Này mấy hôm nay thì em hai cũng hơi mệt, ốm ấy. Thì cũng không làm được. Hôm nay phải nhờ anh Hoàng Anh xuống để làm zoom với em hai. Thì cái ở đây thì em có một cái lô loa. Thì nó mới về. Này các bác nhá, đây là thùng gỗ nhá các bác nhá, bán nhá. Đấy, ở đây thì sẽ là cái lô loa này thì em có lên video cho anh em một lần rồi. Đấy, ok cho anh em. Thì đây là lô loa của Italia các bác nhá. Này, loa Italia. Và con này thì nó là loa VAE các bác nhá. Này các bác có thể xem. Đây. Đó, ok cho anh em. Con này thì nó là mã là VAE Acoustic này. Đó, RF320 này. Đấy, ok chưa? Đấy, con này thì nó là loa của Italia anh em nhá. Này, rất đơn giản thôi. Đấy, ok chưa? Cảm ơn cái bảng này là cái bảng phân tần của nó anh em nhá. Cảm ơn cái bảng này là cái bảng phân tần của nó này. Và con này thì rất nhiều anh em hỏi em. Đấy, nhưng mà em chưa kiểm tra được bát tép nhá. Đây. Chưa kiểm tra được bát tép và chưa kiểm tra được là nó như thế nào nên em chưa dám nhận đơn. Con này thùng khá là khủng đấy anh em ạ. Đấy, thùng rất là đẹp nhá. Đấy, nó làm cả hai cái mút ở đây cho anh em, có nghĩa là khi nào mà anh em không may có cái em nghĩ là cái này nó làm là không may bị va đập ấy thì nó sẽ là có cái này để nó đỡ đây anh em này. Đó, nó không ảnh hưởng đến loa. Không ảnh hưởng đến cái sơn của nó. Đấy, thùng này thì lỗ thông hơi đằng trước anh em nhá. Lỗ thông hơi đằng trước, thùng ván gỗ anh em nhá. Ok chưa? Rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Cái thùng lỗ thông hơi đằng trước này thì anh em có thể là tránh được những cái con côn trùng anh em nhá. À, ok chưa? Đây em hôm mình tháo cái nào đã ta? Để em xem. Có một cái em tháo bông rồi em sẽ là cho anh em xem nhá. Đây. Có một cái em tháo bông rồi. Cái này nó bông nó nẹt chắc lắm anh em nhá, nên là đây này, con cái nào tháo bông đây. Anh em xem này, đây là phần tần của nó này anh em. Phần tần nó khủng khiếp luôn anh em ạ. Này các bác nhá, phần tần này. Ui giời, dã con nhà bà man luôn. Ok chưa? Cả một cái bảng đít phân tần nha anh em nhá. Đẳng cấp luôn anh em ạ. Đó. Mà con loa này thì nó là bát của RCF anh em nhá. Bát RCF. Đấy, bát RCF thì ở đây thì con này nó là cái loa là từ 17. Anh em nhá, không phải là từ 19. Đấy, nhưng mà cái tiếng bát của nó rất là hay. Đấy, và nó dùng cái bát của RCF thì như nào anh em nhỉ? Thì là nó đặt cái bát của RCF nhưng nó về nó làm cho công ty của nó nên là nó đặt là VE. Con này là tép. Là tép gì ạ? Tép selection này. Đấy, bát là bát RCF này, đúng không? Đấy, còn cái con loa của em đây, loa 25 đây, loa 25 mà tép đỏ đây là bát tép selection cả. Đấy, anh em thấy selection chưa? Giống nhau không? Đây nhá. Đấy, selection đây là ba mẫu, hai mẫu của selection này. Đây cũng là selection này. Đây là selection này. Đấy, đây là selection này. Ok cho anh em. À, nhưng mà tùy từng hãng. Có những hãng nó sẽ là đặt cái tép của selection về thôi. Đấy, và nó sẽ là lấy cái thương hiệu của nó để nó dán vào. À, ok cho anh em. À, ok chưa các bác. Loa đang còn rất đẹp anh em nhé. Chất lượng cao luôn. Loa RCF đây. Đấy. Ok chưa. Tất cả là em đã kiểm tra hết rồi. Bát là nguyên zin. Đẹp. Zin 100% hết. Ok chưa. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhé. Đấy, ok cho anh em. Thì bác nào có cái nhu cầu mà muốn sử dụng những đôi loa này thì các bác có thể liên hệ trước. Con này là nó thùng nó khá là hung đấy các bác nhé. Đấy, thùng đẹp. Phân tần to. Bát tép đánh tốt anh em nhé. Bát tép đánh rất hay. Ok cho anh em. Đấy, và đây các bác có thể là liên hệ trực tiếp để với cửa hàng bên em này. Đây 0972345183 đây anh em nhé. À, số điện thoại và Zalo của em. Đây, hôm nay bắt đầu là em sẽ đóng những con vàng này để gửi đi cho các bác đây. Đấy, những bác nào mua vàng của em thì chuẩn bị nhận hàng các bác nhé. Đấy, đây là những con vàng X5 Vina. À quên, em xin lỗi nhé, X5 của Denet Tây Ban Nha các bác nhé. Đấy, rất là hay luôn. Ok chưa. Đấy, để một hai hôm nữa em khỏe cái rồi em sẽ làm nhiều video hơn cho anh em nhá. Mấy hôm nay em ốm mệt quá các bác ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bác anh em nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ. Bye bye.